xem hình ảnh bằng nước, cô bắt đầu thế nào? Nobita đang định đến bãi đất trống, chỗ mọi khi cậu ta vẫn hay nằm lười, thì có một ông chú đã chiếm cái ống cống rồi, còn gằn giọng đuổi Nobita đi, khiến cậu ta sợ hãi bỏ về. Trở về phòng, Nobita thấy Doraemon đang dùng cánh cửa thần kỳ, thì ra là mèo ú đang lấy nước ở trên cây. Sau đó, cậu đổ nước vào bảo bối, đó chính là màn hình chiếu bằng nước. Chỉ cần bật máy lên là sẽ thấy được hình ảnh trong nước thu lại. Cả hai đang lấy nước trong vòi nhà mình và nhìn thấy được quá trình của nước. Nó hình thành từ mây, ngưng tụ tạo thành mưa, ngầm xuống dưới lòng đất, rồi hòa vào thành dòng chảy của sông suối. Bỗng nhiên, họ thấy một cậu bé đang thả thuyền bằng lá tre. Nó trôi trên sông rồi tới nhà máy nước. Nobita cảm thấy thật là thú vị nên đã sưu tập rất nhiều nước ở khắp mọi nơi. Đầu tiên là nước ở công viên, thế rồi một ông chú đang ngồi chính là cái người mà buổi trưa Nobita đã gặp ở bãi đất trống. Tiếp theo là nước ở con sông nhỏ, tụi cha An thì đang ngồi câu cá, nhưng mặt đứa nào cũng như sắp ngủ tới nơi rồi, chắc lại không được câu con cá nào chứ gì. Và đây chính là nước ở trong phòng tắm của Shizuka, Doraemon hét toáng lên, Nobita đúng là đồ biến thái. Nhưng Nobita không xem nữa, thì Doraemon lại giật lấy, đổ vào máy luôn. Xem ra cả hai tên đều biến thái y nhau nhỉ. Đến đoạn cao trào thì đúng lúc Shizuka lên tới phòng, cả hai giật bắn mình, hất đổ cả mọi thứ. Thì ra Shizuka đã nhặt được chiếc thuyền lá tre ở ven sông, bên trong có bức thư và lời nhắn gửi của cậu bé đến anh trai, nhưng cô không biết được địa chỉ sẽ phải gửi đi đâu. Cả hai chợt nhận ra là bức thư mà cậu bé kia đã gửi. Doraemon dùng bảo bối máy in ra thành hình ảnh của cậu bé, nhưng anh trai thì không biết. Shizuka đoán rằng nếu là anh em thì họ sẽ giống nhau. Doraemon thử ghép tạo hình khuôn mặt từ người em rồi in ra hình ảnh của anh trai cậu bé kia. Nobita thấy đó chính là người đàn ông mà mình đã gặp ở bãi đất trống. Cả ba người nhanh chóng đến bãi đất trống đưa thư cho anh trai vì cha anh đang bị bệnh rất nặng, lúc nào cũng lo lắng cho anh. Thì ra anh ấy giận cha nên đã bỏ đi, nhưng cuộc sống ở thành phố này quá khó khăn nên xấu hổ không dám về gặp bố. Doraemon đã dùng cánh cửa thần kỳ của mình ép anh ấy hãy mau trở về nhà. Người em đang buồn rầu vì nhớ anh, hai em đã gặp lại nhau rồi. Cả hai ôm chầm lấy nhau, người em nhanh chóng kéo anh về để gặp cha lần cuối. Đúng là thật tốt rồi, Shizuka cũng cảm ơn lòng tốt của các bạn. Nhưng cô chợt nhớ ra vụ hồi nãy hai người đang xem cái gì đó, thì Nobita liền nói là bí mật rồi quay đi, chứ nói ra là bị ăn tát của Shizuka như chơi. Chan bay lên không, cùng bắt đầu thế nào? Tại sân nhà Sunio, các bạn đang chơi bóng tennis. Tới lượt Nobita thì bị bóng rớt trúng đầu té bất ngờ. Điều này đã khiến Sunio cười hả hê vì Nobita quá kém cỏi. Nobita vừa đau vừa tức đi về. Lên phòng, cậu ngạc nhiên vì thấy Doraemon cũng đang chơi tennis thì phải. Nhưng Doraemon nói đây là vợt giao hàng. Đúng lúc mẹ dưới nhà la lên vì bố lại quên tài liệu quan trọng ở nhà rồi, mà bố thì đi công tác ở Hokkaido lận. Doraemon bèn nói hãy để con giúp cho, rồi cậu chạy ra ngoài sân đánh tập tài liệu bay đi mất. Bố mở cặp mấy lần không thấy đâu thì hú vía, may mà nó lại xuất hiện ở đây rồi. Mẹ xem tivi thấy thế thì mừng lắm. Nobita cũng thấy cái vợt này thật là tiện lợi. Mẹ nhìn sang mớ đồ, bố đúng là thật hậu đậu, đi công tác mấy ngày không mang theo quần áo thì lấy gì mà mặc chứ. Nobita hí hửng, lần này đến lượt cậu ta được ra tay rồi đây. Ai dè quần áo được gửi tới úp lên mặt và bừa bãi đầy bàn họp, khiến cho bố cũng phải cặn lời. Hai đứa hí hửng ra đường, Nobita tò mò cái vợt này có thể giúp cậu ta chơi tennis giỏi hơn hay không, liền bay lên múa vài đường thử rồi lại tẻ sóng xoài ra đường. Phía trước có xe của chú giao hàng bị hỏng nên Nobita đã muốn giúp chú ấy giao hàng nhanh hơn. Cứ như thế, Doraemon và Nobita đã đánh bay những hộp hàng bay tứ tung trên bầu trời và giao đến tận nơi cho mọi người. Sunio nhìn thấy thế nên cũng tò mò, biết được lợi ích của bảo bối này, Sunio liền năn nỉ hai đứa. Thì ra là cha đang đứng trước cổng nhà cậu ta để chờ đợi vì muốn giành cuốn truyện mới của Sunio. Thế rồi, Nobita đã dùng cây vợt đánh bay cuốn truyện vào trong phòng của Sunio trước. Sunio hiên ngang đi vô cổng, cha liền ngó nghiêng rồi lột cả áo của cậu ra để kiểm tra nữa. Sunio tức lắm, nhưng dù sao thì cậu ta cũng không lấy được. Sunio mừng lắm, cậu ta còn nảy ra một ý và đứng cười ha ha một mình. Thì ra Sunio muốn mọi người sẽ được trao đổi chuyện với nhau mà không sợ Chan trấn lột nữa. Nobita muốn gửi chuyện cho Shizuka và cũng được cô bé gửi lại bánh bút đinh. Chan thì vẫn đứng ở đường chờ đợi mọi người đi qua nhưng chẳng thu thập được thứ gì. Cậu ta liền nảy ra một ý mời mọi người tới buổi hòa nhạc của mình. Thế rồi Chan đi tới nhà Sunio để đưa vé, còn binh cho Sunio xưng đầu vì không muốn mọi người tới nghe hát miễn phí đâu. Ai tới nghe cũng phải mang theo chuyện hoặc đồ chơi để cống nộp.
Sunio còn phải mang nhiệm vụ đi phát vé cho mọi người nữa. Nhưng mới ra bãi đất trống thì đám bạn đã bỏ chạy hết rồi còn đâu. Sunio bèn dùng vợt để gửi vé mời cho tới từng nhà. Đám bạn nhận được, ai cũng hoang mang. Đương nhiên là ai cũng có cây vợt và ném trả lại cho Sunio hết. Đúng lúc này, Chan mới nổi điên khi thấy đống vé đang còn nguyên. Sunio vội vàng giải thích vì cậu ta thích nghe Chan hát nên đã cố tình giữ lại vé cho riêng mình. Chan nghe vậy thì cảm động vô cùng, không cần quá cáp gì nữa. Cậu ta ôm chầm lấy Sunio và đứng hát ngay cho Sunio nghe thôi. Thật tội nghiệp, Sunio đã không chịu nổi nữa rồi. Sunio đánh bay Chan tới chỗ của Nobita. Nobita lại đánh lại bay qua chỗ của Sunio. Rồi Sunio lại đẩy qua cho Shizuka. Cứ như thế, ba đứa cứ đánh Chan bay lên trên không. Chắc là cho tới khi cậu ta hát xong luôn bài quá. Mọi người rời xa tuần lễ vàng cũng bắt đầu thế nào? Nobita hí hửng khoe với các bạn, nhà cậu sắp đi núi Hakone. Chan khuyên cậu không nên đi đâu vì ở đó quá nguy hiểm. Xe cộ đến thì đông đúc và lên tới nơi phải rồng ra xếp hàng, chờ đợi trong 2 tiếng lận. Nghe thấy vậy, bố quyết định ngày mai sẽ ở nhà. Nobita hụt hẫng, lên phòng, cậu ta nằm ăn vạ Doraemon. Vì ngày mai là tuần lễ vàng, hiếm lắm mới có một lần đấy. Mèo ú đành phải tung ra bảo bối, máy xua đuổi. Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần cắm nó vào bản đồ, chỗ muốn sử dụng, kéo dây cót cho máy xoay thì sẽ có tác dụng làm ngược lại ý ban đầu của người khác. Sau đó, Doraemon chỉ kéo dây cót. Tự nhiên, Nobita đi ra khỏi phòng. Cả bố mẹ cũng đang đứng ở ngoài cổng, chẳng để làm gì hết. Mặc dù trời mưa, nhưng cũng không ai muốn vào nhà. Khi máy ngừng xoay thì sẽ trở lại bình thường. Chỉ cần cắm máy vào đâu thì sẽ chẳng có ai muốn đến đó nữa. Nobita chạy vào nhà hát xì, chảy mũi vì lạnh. Doraemon lấy mọi người ra làm ví dụ như vậy là hơi lố rồi đấy. Doraemon và Nobita đang đi dạo thì thấy mọi người hớt hải chạy đến xem Chan, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng AKB48, đang đóng phim ở gần đây. Hai cậu lập tức chạy tới, nhưng chẳng xem được gì vì có quá nhiều fan hâm mộ đang bao vây. Mèo ú liền dùng máy xua đuổi, đặt lên bản đồ và làm cho mọi người lùi lại ra xa. Khi Chan đang đóng phim, cô càng tiến lại gần thì fan hâm mộ lại càng lùi ra xa hơn. Lúc này, Doraemon kéo Nobita lại, nhưng xem ra cậu ta cũng đã bị ảnh hưởng bởi máy xua đuổi rồi. Mèo ú đã nhanh trí, dán huy hiệu lên người của Nobita mới có thể đến gần thần tượng hơn. Và xem thoải mái, sẽ không còn ai làm phiền nữa. Sáng hôm sau, Doraemon thức Nobita dậy để đi leo núi. Nobita mừng rỡ nhảy cẫng lên. Mèo ú đã mở bản đồ để khoanh vùng phạm vi ảnh hưởng cả núi Hakone, làm cho nhà Sunio đang định lên núi cũng quay về uống ngụm trà, và tất cả xe trên đường cũng lập tức quay xe về luôn. Nobita cũng không ngoại lệ, chẳng muốn đi nữa. Đi gì cho mệt xác với cái đường xá xa xôi như vậy. Mèo ú liền dán huy hiệu lên người, khiến cho Nobita hào hứng trở lại, ra rủ mẹ, nhưng mẹ cũng không đi vì bị tác dụng của máy xua đuổi, nên hai đứa đành sang rủ Shizuka vậy. Cô bé cũng đang định từ chối, Doraemon đã dán huy hiệu lên người, khiến cho Shizuka đổi ý ngay. Bước qua cửa thần kỳ là một cánh rừng đầy sắc hoa thật yên tĩnh. Cả ba thật hào hứng chinh phục núi Hakone, nhưng chưa đi được bao lâu thì Nobita đã kiệt sức vì mệt. Cậu ta than thở định mượn trong chóng tre làm Doraemon tức điên người, giấu luôn túi thần kỳ để cho Nobita khỏi ý lại nữa. Mèo ú và Shizuka cũng động viên Nobita phải cố lên nào, đi lên đây để leo núi cơ mà. Tới nơi, cả đám hí hửng vào trong để hỏi cáp treo, nhưng chẳng thấy ai cả. Mèo ú gọi to, nhưng tất cả nhân viên cũng không có ở đây vì ai cũng bị ảnh hưởng bởi máy xua đuổi của cậu. Nobita bất lực muốn về nhà, nhưng Shizuka và Doraemon lại động viên. Hãy cố lên, sắp lên tới đỉnh núi rồi. Cả ba lại tiếp tục hành trình, nhưng suốt đường đi, Nobita không ngừng than vãn vì mệt, khiến cho mèo ú tức điên và mắng cho cậu một trận. Nhưng Nobita vẫn tiếp tục rên rỉ, mèo ú đành phải tìm ra đường tắt để đi cho nhanh hơn. Cả ba cùng lội trong một đám cỏ đi tiếp. Tiếp đến là băng qua một con suối, rồi lại lội qua đám cỏ. Những đôi chân đã thật sự mệt đã rời rồi. Dừng chân nghỉ một chút, Shizuka hỏi đã sắp tới nơi chưa. Doraemon cũng vã mồ hôi vì cậu chẳng biết rõ nữa. Doraemon đang định nói gì đó thì Shizuka và Nobita lại phát hiện ra một dòng sông lấp lánh tuyệt đẹp. Cả hai cùng hưởng thụ không khí trong lành nơi đây. Mèo ú đang lúng túng định nói tiếp điều gì đó, Shizuka lại bị hấp hồn bởi vẻ đẹp của rừng hoa. Shizuka và Nobita đang mãi ngắm hoa thì mèo ú đành phải hét lên, chúng ta lạc đường rồi, làm cho cả hai hoang mang tột độ. Nobita đổ lỗi cho Doraemon và cả hai tranh cãi nhau nảy lửa. Shizuka sợ hãi kêu lên, có ai ở đây không? Nhưng Doraemon nói vô ích thôi, vì trên núi này chả có ai đâu. Nobita lo sợ sẽ gặp nguy hiểm ở đây, lỡ may có sói hay thú dữ thì sao? Doraemon nói, không có đâu, cùng lắm chỉ là lính miêu hay là cáo thôi. Cả ba đành phải cùng nhau tìm đường quay về, nhưng đi mãi cũng chẳng tìm được lối ra. Nobita thở không ra hơi nữa rồi, cậu ta mệt mỏi hỏi Doraemon khi nào thì cái máy xua đuổi mới chịu ngưng, nhưng phải mất 3 đến 4 ngày, làm Shizuka và Nobita tuyệt vọng. Lúc này ở nhà, mẹ vào phòng Nobita để quét dọn, vô tình đã làm đổ cái máy
máy xuống. Thấy bản đồ và máy xua đuổi đã bày ra nhà như vậy, mẹ đành phải liền dọn lên kệ và làm cho máy ngừng quay. Ngay lập tức, núi Hakone đã đông đúc trở lại, mọi người lại đang chen chúc nhau. Doraemon, Nobita và Shizuka lại đang chen chúc trong bể người, họ hoảng loạn, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.